ជួយជួយខ្ញុំទេបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅស្គាល់នៅការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមួយកន្លែងបងប្អូនពិសេសមែនតើរដងខ្ញុំទៅអត់ដែលមានការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារថ្ងៃហ្នឹងគឺមានការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារអញ្ចឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនឲ្យទៅស្គាល់ថាការធ្វើម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឬក៏ការតាំងពិព័រណ៍នៅម្ហូបអាហារហ្នឹងគេធ្វើបែបណាអីបែបណាមានកម្មវិធីប
pong không may lỗi ông bồn nhóm tôi vốn mà là hụt tóc tai gặp bên miền không may được không cái lỗi pong ông bồn hồi nay chỉ stong ở bao nhiêu chỉ còn cứ mà hôm ở hà với miền cột mốt cột thắt cột ma ông bồn miền tăng bây giờ trời ăn trời ấy đó ông bồn nhỉ trời ăn cái cứ trở lại miền tây cứ cái ăn đau chỉ cả bị chớ ông bồn chứ ăn cứ đặt nên lười từ việt nên lười chả ơi chứ ăn bàn tay cái này ở đây cứ ăn bị chớ bây giờ ông bồn nơi nên chỉ sạch ăn sạch mực sạch kia sạch ấy ăn một phần là cái nào chị cả ăn mình chia cả chiên chả đấy một phần bên trong oyster thom thom mà phần phần này nam ngao bên trong pizza lo bên trong pì súp để tôi miên chả một phần rồi đi cái lại cái lụa sạch ăn là lược chung thom mà một phần là cái nào chị chung bên này thom mà từ cái ăn là lơ nằng thì miên chả ở miên ấy thì cứ đã ăn lược chung thom mà thom một phần bên trong pì cái lại cái lụa mực ăn mực chiên mực chay chở nam bông này mà hấu mà hai bên chưa ra mình tên nhầm rộp 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 khá khá ai bông bông bàn chỉ đẹp tiếng bông bông hồi nay bị chi bập hết mực rồi do nôm mấy nôm cua bông bông là nôm cua nô mì cha gì tới chưa ra này gì tới mà hấu gì tha bởi tha bên lôi vinh hấu đang bị phật toàn nghĩ còn hấu nó bông bông hà học sập stong nào gì ta cái lụa chưa ra nữa bên đang bị bập hết phê xe ha bị dài đang như thế mình chở nông phôn rồi sạch ăn sạch chiên sạch bộ phôn nào cũng biết à đi sẽ phê sạch ăn phôn phía chấn nhóm nhưng... tới khi phía chấn cứ sạch ăn phôn bạn đã phải phải là cái ăn tôi kì đã ghé tới đặt bị lê cho người ta là thức ăn lực chủng thơ mô chân tư là tư lụa mì chân tư là lụa nùm cửa chân tư anh đi phê mì cho bông bồn mì cha cái mọi miền đang bị chớ nó nhưng hiểu rồi mình nói đấy bông bồn này bông bồn tôi xin làm đá mơ đá bông bồn bồn tha bồn vì miền cháo nhưng mà đi bóp tới việc cháo nó bông bồn à bông hết à ha à hết à hậu mà ha ấy chớ nó bông bồn này miền đang bị mì anh ấy mì cha bông bồn mì cha cái chén nhá lẽ cái nãy chia cha được được đã và cái ti mới đến tới miên mà cái nấu rồi tới cái này cứ cái lại cái lụa sạch và vờ lo bông bồn sạch và vờ đôi cái và vờ cái chật ấy yo rồi anh ấy cái lại sạch ăn thế đó bông bồn như tới một hết sạch ăn cứ cho ăn phù tha cái miên anh ấy lại này bông bồn này lại này cái lại là hai cái chay chỉ lụa cho mùi nó sọc cả lá bông bồn anh ấy cứ cái lại cái cha mực các bông bồn cha mực cái mà chan cái bay đâu vậy hồi nay cái lại cái lụa nung cụ ông bồn nung cụ kia là cái chả lăng cháo ông bồn vì sao nên mình cả nhà em bẹ kim mà nấu tiêm môi tiêm ông bồn ăn với tên cái bẹ kim mà nấu những cái sản ông bồn hồi nay sẽ cả tiêm ông bồn này hồi nay nung cụ ông bồn nung cụ cái chả cái trở lại bị dương cho anh chả bẹp chức năng mù mù và cái chả chức năng chống chống chó này chả đông là hao sụp khó ấy không nhưng còn là mơ ta một mà hôm mong đừng đặt ngang nhau một phố này gì bị tha ở tầm bên lôi tại phải liêng tiết một phố này phải cho chúng ta nó trở là liêng càng muốn tới mà cho mà cái tăng bị po màu ha đây tại liêng tích anh ấy đó liêng khả năng chỉ muốn tiết một phố này đào và đào thoát và đào vì liêng đỏ là đỏ tất cả một phố liêng còn đang ở tầm bên làm đưa mau tiết còn xe nhẹ lũ xa xa đó một phố này nhẹ lũ cái lái ni bông bồn này lái nhưng địa phận bông bồn thang cái lái cái lụa sạch ăn sạch khoa ăn ấy những cái ăn lược chung thô bông bồn thì sắc chung thô ta bông bồn nhưng từ bốn nhưng chơi chỉ có hai đấy cái ăn lược đây còn đủ của chơi có đau cả đấy là vì những phần đất bơ bông bồn này sẽ được chung thô là chung thô cái đã nó không làn cái rập lớn bông bồn cái đất nó không rập lớn anh nắng nỉ và phết nắng bông bồn này cái ăn nữa hồi tôi ăn thì sao miếng say thì cái lối mình tên cho tới nhóm tâm một khơi nhà và phê được chung thông bồn ở đây thì phê sạch ăn bồn sạch ăn cái này cái ăn được thông bồn đấy ta kia ăn mình lợp tiết này
ăn mấy khăn đi, khăn nó cứ tranh bia sạch mà thì bọn cứ ở kia đặt khăn đi, cứ ăn là lớp cái đáy đang bọn cứ ăn như tư dùng trong miền đang bị sạch chuột bấy chuôn miền đang bị đạt à cái bông à scott scott viên đang đạt đang bọn nhưng có món hôm đạt chứ bơ thà ăn đi phải phải sạch bấy chuôn sạch cô sạch chiu cái bông bọn chứ ai có món tam tam tại dân chờ nâu cho tới cái xe hàng mục nâng dân lạnh sạch ấy dân hộp sạch nâng tư tại nhóm mà khơi đạt về chẳng anh mua vô cho chất hôm đạt cho chất ấy chẳng anh à chẳng nhóm có tình sạch đạt hộp tư hồi đặc là cái hộp sạch bị chuan nhân tư như thế liên cái đau vô của mình mà màu cho nó màu tu sinh chơi mình tên nơi nơi cái lại nhà cái tăng cái bom hộp hà nó bồn nhóm có khơi sẽ ăn với gì bị thang sợ tung bao đồng bộ nói gì bị sợ gì bị tha à sẽ lấy việc chiu ôi gì bị chết mà chết đó bộ này ở kia rồi mà đây tít tít hal hal hàng phe hàng phe gì chừng anh nào bộ này để bị chết mà còn gì bị tha còn là giấy nó còn lép tung bao đồng bộ này gì tha chừng anh men hộp cái play chừng anh còn khởi đồng bộ này gì bị tha chụp mong sành tàn cái đi đạt cố ông phố này chết mến tên mong gì tư mà chắc cả việc vừa mùi rồi dễ thay đáy năng phôn hồi vì tôi nhóm ở tầm năng ông phôn ở con trang sạp cả tu sinh ông phôn anh ấy kia scam phép trong khỏi nâng nhóm tranh biệt lại năng ông phôn ở con trang sạp cả tu sinh ông phôn